Ô tô Cũ Đoàn Nghị xin kính chào cô bác, anh chị, quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova là một trong những mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 2.0. Chiếc này mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A 35635. Một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Innova này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe bản E, vâng, bản E nó là bản đổ dòng Toyota Innova số sàn các bác nhé. Sơn xi thì màu bạc, vâng, biển kiểm soát Hải Phòng, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Trang bị Laragook 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhé. Đấy. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Các bác xem phần hệ thống nội thất của xe. Nội thất thì rất là tươi. Vâng, nội thất rất là tươi các bác nhá. Đấy. Nội thất tươi nó nói các bác này. Đấy, nội thất tươi nó nói rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Hệ thống bệ bậc lên xuống đây. Phần táp ly của cánh cửa này, các bác xem táp ly này, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy. Một mẫu xe bản E, xe quốc dân, xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, dòng Toyota thì các bác đã biết rồi đấy, bền bỉ và tiết kiệm đấy, thương hiệu của Nhật Bản luôn các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa keo chỉ ok luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova đăng ký 2013, đăng ký 7 chỗ ngồi, cảm tài là 8 các bác nhá. Đấy, trang bị trần nỉ nguyên đai nguyên kiện theo xe, hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa đằng trước là 3 dàn điều hòa. Hệ thống lốp dép của xe, lốp dép thì rất là dày dặn các bác này, tất cả những cái cua lốp này đó không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá, không hề mục mọt. Đấy, cam kết không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, cửa lẻo thì rất là chắc chắn luôn, đóng phập phập các bác nhá. Hệ thống táp ly của cánh cửa, táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đó, táp ly thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Táp ly rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Tất cả những cái ốc áp bản nè. Đấy, âm thanh này rất là hay luôn. Phần hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn. Keo chỉ này, keo chỉ của nó keo chỉ zin. Vâng. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Ốc áp bản nè, chưa hề động đến ca lê mở led. Hệ thống thông số kỹ thuật. Đó, 2013. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời các bác nhá. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo đinh tán này. Đấy, zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Đấy, mẫu xe Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Bản E xịn các bác nhá, bản E số sàn. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Phần hệ thống bô lăng của xe, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu này. Trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ các bác nhá. Đấy, một người lái, một người ngồi bên phụ này. Đấy, phần hệ thống kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Mặt đồng hồ này. Đấy. Đấy, cảnh báo nguy hiểm này. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đây có cả hộp đựng kính này. Đấy, phần đèn trần này, chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá, hai bên đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe cứ alo cho em các bác nhé. Hệ thống quạt số này,
phanh tay này. Đấy, cổng sạc điện thoại này, đầy đủ các bác nhá. Phần hệ thống bệ tì tay này, mở lên thì có cả hộp đựng đồ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản E số sàn. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đấy, phần gương kính chỉnh điện này các bác này. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác nhá. Đó, hoạt động rất là trơn tru luôn. Đấy, rất là ok các bác này. Đấy, các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. 2013 bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 328 triệu đồng. Vâng, với giá tiền 328 triệu đồng bên em có bao hồ sơ. Đấy, bao hồ sơ cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác luôn. Đấy, các bác xem rất là đẹp các bác nhá, nội thất này. Rất là tươi luôn, nội thất tươi rồi nói các bác nhá. Máy gầm thì đại chất côn số ngọt. Vâng, sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan của động cơ khoang máy của một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn này cho quý vị và các bạn tham khảo các bạn nhé. Lốp dép của xe các bạn này, lốp dép thì rất là dày dặn các bạn nhé. Đấy, lốp dép rất là dày dặn luôn, tất cả hệ thống cua lốp này không có một chút mục mọt nào luôn. Và sau đây là phần động cơ khoang máy các bạn nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2013. Vâng, một mẫu xe bản E số sàn, động cơ của nó là 2.0. Đấy, tất cả hệ thống đinh tán răng giật này. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá mang thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, máy móc này, máy lổ rất là êm luôn, máy lổ giòn tan luôn các bác nhá. Đấy, máy móc lổ giòn tan luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng bệnh, đúng chân của mẫu xe này, mua về thì chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, tất cả cái hệ thống đinh tán răng giật này nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Đấy, máy móc này lổ rất là êm, máy thì khô ráo sạch sẽ các bác nhá. Đấy, máy móc khô ráo sạch sẽ này, không có một chút gì dầu nào luôn. Đấy, không có một chút gì dầu nào các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống đinh tán răng giật này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về sử dụng thì rất là yên tâm các bác nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định luôn. Đấy, máy móc rất là lạnh luôn các bác nhá. Máy thì chất gầm chắc côn số ngọt, cụm GLS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, máy này. Đấy, tổng quan của động cơ khoang máy các bác nhá. Hệ thống lắp capo các bác này. Đấy, các lỗ của nó này tròn zin các bác nhá, keo chỉ đây. Đấy, các bác xem phần keo chỉ này, keo chỉ zin luôn. Đấy, tổng quan của lắp capo của một mẫu xe Innova. Đấy, mẫu xe sản xuất 2013. Đấy, mang phiên bản E số sàn, tất cả các lỗ của nó capo zin các bác nhá, capo zin này. Nhãn hiệu của Toyota này, tôn vỏ mỏng tang luôn. Đấy, tôn vỏ của nó mỏng tang luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, nhấc máy lên luôn alo cho em Nghị, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, đèn pha, đèn gầm này. Đấy, rất là sáng bóng quá nhá, rất là sáng bóng đều nhau luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Đấy, dòng Toyota thì rất là lành luôn. Đấy, Toyota, đấy, mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0. Đấy, sơn nhựa của nó màu bạc các bác nhá, sơn nhựa màu bạc này. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Đấy, lốp dép của xe này các bác này, rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn luôn này. Đấy, rất là dày dặn các bác nhá. Các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Với giá tiền 328 triệu đồng, bên Đoàn Nghị có bao hồ sơ gốc về cho các bác. Đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2023. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đó, táp ly này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống bệ bậc lên xuống này. Ốc áp bản nề này. Đấy, ốc áp bản nề cánh cửa các bác nhá, chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Đấy, tất cả này các bác này, rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn. Âm thanh thì rất là hay. Tất cả khung cánh cửa này. Đấy các bác nhá, khung cánh cửa này không hề có một chút mục mọt luôn. Keo chỉ này, keo chỉ của xe, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin. Máy gầm đại chất côn số ngọt. Đấy, máy số ngon. Vâng,
một mẫu xe sản xuất 2013 mà giá tiền chỉ với 328 triệu đồng. Có bao hồ sơ gấp về cho các bác. Đấy, bao hồ sơ cho các bác nhá. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn. Hệ thống hốc hác bản đề. Đấy, hốc hác bản đề các bác nhá, bệ bậc lên xuống này. Đấy. Hệ thống cột kèo của xe. Đấy, các bác xem phần cột kèo của xe này. Đấy, cột kèo của nó, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe Toyota Innova bản E. Vâng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, hệ thống này, keo chỉ của xe này đều tấp tắp luôn các bác nhá. Phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, rất là ok luôn. Phần quả lốp của đằng sau, lốp dép của đằng sau bên bên phụ các bác nhá. Đấy, lốp dép này các bác này. Đấy, xà gánh này. Không có một chút mục mọt nào các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống cốp sau xe này. Đây là phần cốp sau xe các bác nhá. Đấy, cốp sau xe này. Tất cả những cái đinh tán răng giật này. Đấy, ốc ác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá, chưa hề động đến kale mở led. Đây, máng nước này, đinh tán này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, tổng quan của lắp cốp các bác nhá, các lỗ của ốc các này. Đấy, lỗ của nó này. Đấy, không có một chút móp méo nào các bác nhá, không có một chút móp méo nào luôn. Đấy, một mẫu xe bản E. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Hệ thống hàng ghế thứ ba các bác này. Đấy, ghế thứ ba thì trời thì bây giờ nó cũng sập sùi tối rồi. Đấy, khó nhìn các bác nhá. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Đấy. Sau đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, gầm bệ của nó các bác này. Đấy, gầm bệ thì rất là chắc chắn luôn. Hệ thống của lốp số cua này. Đấy, lốp số cua các bác nhá. Đấy. Trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe. Đấy, động cơ 2.0 bản E. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mận, đúng chân cái mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em đi theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.